Trời ơi đi nè, biết mà. Vậy đó, hát cho nó có không khí vui vẻ vậy đó. Ủa hôm nay không có đi quay hả? Có, đi quay mới về nè, mà không biết chiều nay có đi quay không nữa. Ủa vậy hả, đi quay mới về hả? Ừ. Ủa ngồi đây lâu chưa? Lâu rồi. Trời ơi lâu rồi. Bà thấy không, tôi là một người bạn có nghĩa là rất là rảnh rỗi và rất là vì bạn bè. Không, chỉ một cuộc điện thoại thôi là tôi phóng ra đây với bà liền, thấy không? Rồi, hát tôi biết bà rồi luôn. À, ủa làm gì vậy? Tẩy trang, bà không thấy hả? Tẩy trang hả? Ừ. Tẩy trang bằng gì vậy? Thì tẩy trang nè. Đó. Đó. Này gì cái nước thì ghê vậy? Thì nó đâu phải là dầu tẩy trang bình thường đâu. Trời ơi, chứ tẩy trang bằng gì? Nó là dầu ô liu đó. Trời ơi. Dầu ô liu. Ừ. Trời ơi, tốt lắm đó. Hàng chi cái nước vàng vàng thấy ghê quá à. Trời ơi, có gì đâu mà ghê. Ê, nói nghe nè, hồi đó giờ tôi cũng cũng có xài mỹ phẩm. Ừ. Ha, cũng có tẩy trang. Thì mình nghe nói là hình như dầu ô liu á chỉ tốt cho tóc, tốt cho da thôi. Hình như đâu bao giờ nghe nói tẩy trang đâu, có lộn không? Trời ơi, bà vậy là bà không có theo kịp thời đại rồi. À. Bây giờ người ta sử dụng những cái sản phẩm thiên nhiên. Nói chung là dùng tất cả trên toàn cơ thể và tóc, tai và mặt mũi này nọ bằng cái dầu ô liu này rất là tốt đó nha bà. Ủa vậy luôn hả? Ừ. Trời ơi, vậy là tôi bị tụt hậu dữ vậy đó hả? Đúng rồi. Tôi không đi theo kịp thời đại sao? Đúng rồi. Trời, tôi không hề biết dầu ô liu là dùng để tẩy trang. Đúng luôn. Rồi, để tôi giải thích cho bà nghe nha. À. Dầu ô liu này dùng cho tóc, bà ủ lên tóc bà, bà sẽ có một mái tóc rất là mềm đây, mượt. Có đây, có bóng, có sẵn. Khỏe. Có đây, rất là sẵn. Dày nữa. Đúng rồi. Bà sử dụng dầu ô liu cho môi. Ừ. Bà sẽ có một làn môi rất là mềm mại và quyến rũ. Ờ có luôn. Ừ. Có luôn. Ừ. Tôi cũng có luôn. Rồi. Và đặc biệt khi sử dụng dầu ô liu cho da mặt, ừ, những tổn thương mà những tác nhân bên ngoài môi trường, ừ, tác hại lên da bà, ừ, dầu ô liu sẽ đánh bay hết. Ồ hay quá. Ừ. Ha. Những vết thâm của mụn, dầu ô liu sẽ đánh bay hết. Ồ vậy hả? Ừ. Và cung cấp độ ẩm cho da bà rất là mềm mượt như da em bé vậy đó. Ồ vậy hả? Dầu ô liu có mời bà quảng cáo chưa? Chưa. Chưa mà sao bà nãy giờ bà nói nghe như quảng cáo luôn á. Tại vì tôi cuồng dầu ô liu. À fan cuồng của dầu ô liu hả? Sai bé. Nói như đúng rồi vậy đó. Trời đất ơi. Sao? Tôi nói cho bà nghe nha. Dầu ô liu á là bà thấy căn bản không? Là khi mà mình đổ ra tay mình xoa là nó sẽ nhờn nhờn. Nhờn nhờn như vậy á là nó sẽ giúp cho bóng mượt tóc, căng da. Cái da mặt của bà đó là thuộc dạng mà da nhờn rồi. Lúc nào nó cũng bóng 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 mà theo cái đầu mũi bà kìa. Làm mặt xong nó bóng 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 bóng. Là mình da nhờn. Da nhờn thì phải sử dụng cái loại tẩy trang như thế nào để dành cho da nhờn? Đang nãy da nhờn mà đi sử dụng dầu ô liu, dầu ô liu nó cũng nhờn như vậy. Hèn chi tao nói cái mặt hôm nay tan nát hết trơn rồi. Tôi da tôi đang quá trình thanh lọc đó. Thanh lọc cái kiểu gì? Bà coi như là nhờn với nhờn nó cộng một ổ mụn ở trong đấy, là mụn đây nè, mụn ẩn với da quá trời kìa. Trời mai là trang điểm rồi mà tôi còn thấy thì, đó. Thì ráng chịu xấu ít bữa nó lại đẹp hoàn hảo thôi. Phải không? Hay là ráng chịu xấu ít bữa rồi ít bữa nó banh chành cái mặt luôn. Mà tôi thấy người ta sử dụng đâu có sao đâu, bà nói thấy ghê quá à. Bà không biết gì, không phải người ta sử dụng được là mình sử dụng được, hiểu không? Mỗi người mỗi khác, đúng không? Ví dụ như tôi đẹp cái nét khác, thấy không? Bà không đẹp bằng tôi thì bà phải chấp nhận, đúng không? Chứ đằng này ví dụ như tôi sử dụng cái loại đó được, chưa chắc đưa qua bà sử dụng được, đúng không? Cái gì cũng vậy á, mình phải đi hỏi. Ví dụ như là người ta có những, bây giờ người ta có những cái tổng đài mà gọi là chăm sóc sức khỏe, những cái tổng đài về làm đẹp, rồi những cái nơi về làm đẹp, những cái nơi về chăm sóc sức khỏe, ví dụ là như vậy. Ừ. Thì mình cần cái gì, muốn cái gì, mình đi hỏi cho rõ ràng rồi về mình xài. Mình xài bậy xài bạ, mang quả vô thân, hiểu không? Ừ, tôi biết rồi. Ừ. Để tôi giới thiệu lại chỗ nhỏ bạn của tôi. Nó cũng hay gọi là chuyên về chăm sóc da, da mặt mụn, da nhờn, da thâm, da nám, cái gì, da người, da mặt gì đó. Là ở đó vô người ta biết cách, người ta có những cái chuyên môn, người ta sẽ chỉ cho mình coi là ví dụ như da nhờn nè, người ta soi da cho bà, thấy không? Người ta thấy bà phù hợp với cái loại dầu tẩy trang nào, cái sản phẩm nào, người ta sẽ tư vấn cho bà. Xài bậy xài bạ. Ngồi bà dưỡng tôi đi đi. Dạ em chào chị. Chị ơi, chị có thể cho em biết công dụng của dầu ô liu được không ạ? Chào em. Dầu ô liu thì có rất là nhiều cái công dụng như là làm đẹp da, sáng da, tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm, trị khô môi và nứt nẻ nữa. Dạ thì em được biết là dầu ô liu rất là kén da, thì em không biết là những loại da nào thì phù hợp để sử dụng dầu ô liu.
Dầu ô liu thì được chiết xuất từ thiên nhiên, cho nên là có thể sử dụng trên bất kỳ loại da nào, ví dụ như là da thường, da hỗn hợp, da khô, da dầu, đều có thể sử dụng dầu ô liu. Em đã từng sử dụng dầu ô liu để tẩy trang và em cảm thấy là làn da của mình bị nổi lên rất nhiều là mụn ẩn. Thì em không biết là do mình sử dụng sai cách hay là làn da mình không có phù hợp. Có thể là khi em sử dụng dầu ô liu đối với da nhờn, có thể là em sử dụng nó sai cách. Tại vì khi mà mình sử dụng dầu ô liu trên da nhờn thì mình phải cực kỳ là kỹ. Dầu ô liu khi mà mình dùng để tẩy trang thì mình sẽ, sau khi mà mình tẩy trang xong thì mình sẽ sử dụng kết hợp với lại sữa rửa mặt. Thì mình nên chọn những cái loại sữa rửa mặt không có quá nhiều chất tẩy, thì nó sẽ giúp cho cái da mình nó không có bị khô. Và hoặc là mình có thể kết hợp sau khi mà mình rửa tẩy trang bằng dầu ô liu xong thì mình cũng có thể rửa sạch mặt lại bằng bột nghệ pha với mật ong thì nó sẽ rất là hiệu quả. Dạ, thì khi mình sử dụng dầu ô liu lên da thì mình sử dụng nguyên chất hay là mình phải pha chung với một nguyên liệu khác? Dầu ô liu thì nó còn tùy thuộc vào cái cách của mình sử dụng nữa. Mình có thể sử dụng là mình trộn vào những cái nguyên liệu khác, hoặc là mình cũng có thể là sử dụng đơn phương một mình nó cũng được em ha. Dạ, chị ơi, chị có thể chia sẻ cho em một số phương pháp chăm sóc da, tóc và mắt và môi nữa bằng dầu ô liu được không ạ? Cái cách mà để mình sử dụng dầu ô liu nó rất là đơn giản luôn em. Mình có thể sử dụng tại nhà. Thì mình cần chuẩn bị là 3 thìa dầu ô liu nè, kết hợp với lại một hũ sữa chua không đường. Mình trộn đều, thoa lên da khoảng tầm 15-20 phút. Mình có thể là thoa lên da mặt hoặc là da toàn thân cũng được nha em nha. Thì khoảng tầm 15-20 phút sau thì mình có thể là mình tắm sạch lại bằng nước ấm. Sau đó thì mình sẽ thoa cái lotion để dưỡng da, dưỡng ẩm. Còn về tóc thì mình sử dụng nguyên chất 100% luôn. Thì mình cho khoảng tầm 10 giọt dầu ô liu vào lòng bàn tay. Mình massage nhẹ nhàng từ chân tóc đến ngọn. Và mình sẽ ủ bằng một cái khăn hoặc là một cái ni lông uốn đầu tầm từ 15-20 phút. Sau đó thì mình sẽ gội sạch lại bằng dầu gội hoặc là dầu xả. Khi mà cái em có cái đôi môi mà nó bị khô và nứt nẻ đó thì mình sử dụng từ 1-2 giọt, mình massage đều đặn mỗi ngày. Em làm liên tục như vậy tầm từ 7 ngày cho đến 10 ngày thì cái đôi môi của em nó sẽ cải thiện rất là rõ. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Thì mong những cái kiến thức vừa rồi chị chia sẻ cho em thì mong em sẽ có những cái cách để mình sử dụng dầu ô liu thực sự là hiệu quả.